Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình là Đặng Châu, mà hôm nay sẽ chỉ cho các bạn thêm những bài tập mới về môn đi xử lý. Và phần mới nhất chính là bài tập 3 do thầy Nguyễn Văn Hiệp dạy lớp thứ tư tiết 789 vừa giao cho mình. Đây thì là bài tập 3 với yêu cầu đề và cấu trúc đề như thế này: là cho vi điều khiển BX16F887 kết nối với 3 nút nhấn up, down và start, và kết nối với 2-7 đoạn. Thì yêu cầu của đề là ban đầu 2-7 đoạn hiển thị số 05, nhấn up thì tăng 1 đơn vị, nhấn down thì giảm 2 đơn vị, phạm vi hiển thị của 2-LED nằm từ 05 đến 15, và nhấn start thì 2-7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ nhấp nháy số đó bấy nhiêu lần. Thì các bước thực hiện sẽ như sau. Thì bước 1 chúng ta sẽ vẽ mạch, bước 2 chúng ta vẽ lưu đồ, bước thứ 3 chúng ta vẽ chương trình, và bước thứ 4 là cuối cùng chúng ta phải mô phỏng thử cái chương trình và cái mạch mình chạy có đúng hay không. Thì chúng ta bước vào bước đầu tiên, thì chúng ta sẽ vẽ mạch. Thì ở đây ở phần mềm Rotate 8 Professional thì mình đã vẽ được cái mạch như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái này là chỗ reset, chúng ta nói về chân reset, đây là cái nút reset. Thứ hai là 3 nút up, down và stop. Thứ và cuối cùng chính là những ông chở và 2-LED 7 đoạn. Thì ở đây chúng ta dùng chở ở đơn vị giá trị là 220, và chúng ta sẽ dùng bọt là từ RC0 cho đến RC7 và từ RD0 đến RD7. Còn 3 nút kia chúng ta sẽ dùng từ RB0, RB1 và RB2. RB0 cho nút up, RB1 cho nút down và RB2 cho nút stop. Ở đây thì cái bọt C đây chúng ta sẽ gán cho giá trị là hàng đơn vị, và bọt D chúng ta sẽ dùng cho giá trị là hàng chục. Thì bước đầu tiên chúng ta đã được cái mạch vẽ như thế này. Thứ hai chúng ta phải vào phần vẽ lưu đồ. Thì ở đây mình đã vẽ một phần lưu đồ ở trong phần mềm Visual ở đây. Thì mình sẽ giải thích cho khái quát về cái sơ đồ như thế này. Thì bắt đầu chúng ta sẽ thiết lập phần cứng. Thiết lập phần cứng, chúng ta thiết lập phần cứng rồi chúng ta thiết lập phần mềm. Chúng ta thiết lập phần cứng, thiết lập phần mềm. Và lúc đầu cho nó là 05 thì chúng ta cho mình cho đây biến y đây sẽ là hiển thị là 05, là số 5, mình cho y bằng 5. Sau đó chúng ta kiểm tra nút up. Thì mình sẽ viết cái chữ nhỏ, chữ dừng con là chúng ta kiểm tra nút up. Cho nút down, sau đó chúng ta hiển thị ở 2 đoạn và chúng ta nhấn nút stop để nó có thể nhấp nháy theo đúng số mà nó đã hiển thị trên LED. Nếu sai thì chúng ta trả về lại về phần nút up. Thì ở đây chúng ta vào phần đầu tiên là phần kiểm tra nút up. Thì ở đây chúng ta sẽ là nhấn nút up, nếu đúng thì nó sẽ chúng ta sẽ có dòng delay, mình chọn là delay 20 giây. Sau đó là xét y có nhỏ hơn 15 hay không, thì nếu đúng thì y sẽ tăng 1, và nếu sai thì nó trả về là nhả nút up. Và nếu đúng thì chúng ta là tăng y thêm 1. Y thêm 1 thì chúng ta tiếp tục nhả nút up và chúng ta tiếp tục delay, sau đó trả về như cũ. Còn nếu không phải nhả up thì chúng ta xét lại điều kiện không phải nhả, thì ở đây là sai thì chúng ta nhả về gọi là đã tăng y thêm 1 hay chưa, thì nó sẽ cũng như trả về giá trị đầu là để nhấn up hay chưa. Tới thứ hai là kiểm tra nút down, chúng ta nhấn nút down, nếu đúng thì sẽ có cái dòng delay này để chúng ta chống dội, và nếu sai thì sẽ trả về như cũ. Và sau đó chúng ta xét hai yếu tố là y có lớn hơn 5 và y có khác 6 hay không. Nếu đúng á, thì y sẽ giảm đi 2 đơn vị. Còn nếu sai á, thì chúng ta xét trường hợp y bằng 6. Thì nếu đúng thì y chỉ được giảm đi 1 đơn vị, tại vì giới hạn của trụ này là 05.
thì chúng ta tới 6 chúng ta phải giảm 1 đi, nó về 0,5 được. Và nếu sai á thì chúng ta trả về nút nhãn down. Và tiếp đến là nếu y đúng, y lớn hơn 5 và y khá 6 là đúng á, thì chúng ta y giảm 2 đơn vị và chúng ta sẽ nhả nút down. Thì tiếp tục delay là delay 20 giây tiếp. Thì tiếp tục trả về. Thì đó là phần lưu đồ cho lúc nút down. Phần mệt nhất là đây, phần kiểm tra cho nút stop. Thì chúng ta nhấn nút stop. Thì ở đây chúng ta nhấn nút stop. Thì nó có delay 20 giây. Thì mình sử dụng một biến ca. Chúng ta xét trường hợp nó biến ca đã được bấm hay chưa. Thì quên, chúng ta nhấn nút stop đúng hay chưa. Đúng thì nó trì hoãn, mà sai thì nó trả về như cũ. Và khi nó đã đúng rồi thì chúng ta đặt k bằng 0, cho xét k mà nhỏ hơn y là cái giá trị mà chúng ta hiện thị, thì sẽ tắt led 2, tắt 2 led 7 đoạn rồi là chết tắt. Tắt 2 led 7 đoạn sau đó là được delay và chúng ta hiển thị 2 led 7 đoạn. Rồi chúng ta tăng k thêm 1, cái này phải chạy theo dòng lập. Và nếu k không nhỏ hơn y á, là sai á, thì gọi là nhả nút stop. Mà chúng ta nhả rồi á, thì vẫn là có gọi là phần này thì chống dội, thì các bạn đã hiểu phần chống dội rồi từ cái bài trước mình đã giải thích cho các bạn rồi. Thì đây là phần lưu đồ của cái mạch 3 nút down và 2 con led 7 3 nút nhấn và 2 con led 7 đoạn như mình đã nói. Thì phần quan trọng tiếp theo là không thể thiếu chính là viết chương trình. Thì mình ở đây mình đã viết chương trình như thế này đây. Thì chúng ta bước đầu tiên lúc nào cũng cần phải có chính là khai báo thư viện. Dùng hàm lock bao nhiêu, thì ở đây mình dùng 1 MHz, thì nhỏ hơn 20 MHz nên mình dùng QoS. Mình đây mình đã nói từ đầu là mình sẽ dùng chân up để dùng cho chân B0, down dùng chân B1 và stop dùng chân B2. Thì ở đây chúng ta cho led 7 đoạn sẽ hiển thị từ 0 tới 9. Đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và đặt y lúc nào sẽ bằng 5 và chúng ta sử dụng biến ca như ở trong lưu đồ mình đã nói. Thì đây chương trình con thứ nhất chúng ta cần phải viết chính là hiển thị hai đoạn. Nó muốn nó hiển thị thì chúng ta phải viết cho nó hiển thị. Thì ở đây mình cho output C đây là chia lấy phần dư cho 10. Ví dụ như bạn là hiển thị số 15 thì bọt C sẽ là chia 15 chia 10 sẽ lấy số dư là số 5. Thì bọt C sẽ hiện ra số 5 và bọt D đây sẽ là y chia 10 lấy số nguyên và lấy số 1, chúng ta sẽ lấy ra số 15 đó. Và tiếp tục là phần cho nút up, thì đây là phần chống dội if đảo của input up. Và chúng ta xét điều kiện như chúng ta đã nói, thì nếu y nhỏ hơn 15 thì y cộng cộng là y tăng thêm một giá trị cộng 1. Và đây là phần cũng như phần chống dội chúng ta đã biết. Tiếp đến là phần nút down. Thì phần nút down ở đây thì chúng ta cũng như là phần chống dội như cái nút chúng ta từng làm, thì sau đó chúng ta sẽ cho chạy if xét cái mà trạng thái mà nếu y lớn hơn 5 và y khác 6 á, thì chúng ta sẽ cho y cộng 2. Còn nếu không á là sai cái trường hợp đó thì y nó bằng 6 á, thì chúng ta phải là y trừ trừ sẽ đi trừ 1 thôi. Chúng ta biết lên lưu đồ đây thì đây, nếu y bằng 6 thì y giảm đi 1 đơn vị thôi. Rồi chúng ta nhả nút down. Đấy. Và thứ hai là nhấp nháy led. Mình đặt tên vậy cho các bạn dễ nhớ là cái chức năng của nút start đó. Đó. Nút start sẽ là nhấp nháy led đó. Và đây, phần này vẫn là phần chống dội như bình thường. Sau đó chúng ta cho nó chạy dòng lập. Chúng ta cho k bằng 0 và k nhỏ hơn 1 thì k cộng cộng. Và chúng ta cho hiển thị hai led này, lúc này hai led này tắt. Thì sau đó chúng ta có dòng delay và chúng ta hiển thị hai led 7 đoạn. Sau đó là vẫn như bình thường là hai dòng này để dùng để delay nút nhấn như bình thường đây. Và cuối cùng chúng ta về chương trình chính, thì chúng ta sẽ set chip là cho cái chân B này là 0xFF và set chip cho hai chân kia là lúc nào là hai led chia sáng là 0x00. Và chúng ta dùng một cái điều trợ ảo chính là bọt B boot up cho
ba cái trạng thái vào của cổng B là B1, B0, B1, B2 như chúng ta nói, và quay vào chu là quay vào 1 của mình đó, chu là 1 là chu đó. Thì chúng ta xét tới 4 chương trình con này là nút up, nút down thì hai lấy ba đoạn mình nhấn led. Thì đây biểu đồ mình đã nói đây là nút up, nút down hiển thị ha, hiển thị hai lấy ba đoạn và kiểm tra nút stop. Sau đó chúng ta nạp cái này vào trong cái chương trình chúng ta cần. Đấy thì mình đã combine nó đó, bây giờ mình nạp vào trong này thì mình đã nạp trước rồi, bây giờ mình sẽ nạp lại bình. Ok, chúng ta chạy đây. Đây lúc đầu hai lấy sẽ hiện tại là 05, ta nút up thì tăng lên 06, tăng một giá trị. Up 7 thì tăng lên 7, giờ chúng ta nhấn down thì nó về 05, là trừ đi hai đơn vị. Ví dụ chúng ta giờ nhấn lên 6 đi nha, thì giờ chúng ta nhấn down nó sẽ gì, phải bắt buộc bây giờ là 05. Thì đây đó, nó về 05, bắt đầu nó start, chúng ta sẽ cho nó nháy nè, 1 2 3 4 5, đó đúng 5 lần. Giờ ví dụ như mình cho nó lên 8 đi, giờ chúng ta cho nó nháy 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, chúng ta reset là giấy tờ thì nó về là 05 đó. Thì cái chương trình nó rất là đơn giản thế này thôi. Các bạn nếu thấy bài mình khó hiểu thì các bạn có thể lên xem thầy Nguyễn Văn Hiệp, kênh là Mr. Khẩu Trang á, thì thầy có thể giảng dạy một cách chi tiết hơn, thì thầy là thầy mình mà, sao mà bằng thầy được đó. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn và thầy đã nghe. Nhân tiện mình vẫn là Đặng Châu như cũ, và mình đã cắt tóc rồi.